Mày, con mày qua đây, đi mau, con không mau đứng dậy, đứng dậy mau. Để tôi. Má. Dạ. Đi. Ông dẫn họ đi đâu? Hả? Tra hỏi. Tra hỏi. Họ đều là bà con của tôi, họ đều là người dân tốt. Đừng nói chuyện dư thừa, không có quan hệ tới đàn bà, đàn ông đều phải tra hỏi hết. Đi. Còn không đi. Xảy ra chuyện gì? Ông Lý, thân phận của họ có khả nghi, phải tra hỏi. Ông Lý Lộ. Cô Đỗ. Ồ, cô là Đỗ Hiểu Đồng. Phải, chính là tôi. Tại sao cô lại ở đây? Tôi cũng không biết. Họ vô duyên vô cớ dẫn tôi với bạn của tôi tới đây. À, tôi nghĩ họ chỉ làm việc theo thường lệ thôi, không có vấn đề gì đâu. À, nè, qua đây. À. Họ đều là bạn thân của tôi, phải nhã nhặn một chút, hỏi người vài câu rồi thả ra đi. Ờ, dạ dạ. Hai vị, mời theo tôi. Mời. Các vị, mời ngồi. Cô Đỗ, hãy yên tâm, bạn của cô không có ai bị phương hại gì đâu. À, phải, cô này là bạn của tôi, cô Thắng Nam. Chào. Ông là Lý Lộ. À phải, ông Lý, tại sao ông lại ở đây? Tôi cần đồng lương để nuôi gia đình, cho nên bây giờ tôi làm việc ở đây. À, thì ra là vậy. Hay, cô đừng cười nha. Tất cả chúng ta cũng là vì sinh sống, sống được là tốt. À phải, ông chủ trước kia của ông là ông La, ông đâu rồi? Ông đã hết làm việc cho ông mà. Ông La? À. À, thú thật với cô, ông La, ông cũng đang làm việc ở đây, và còn là ông chủ của tôi nữa. Thiệt? Sao đúng lúc quá. Ông có mạnh hay không? Ông cũng mạnh. Thế nào, cô cũng muốn gặp ông? À, cũng tốt. Nhưng mà tôi không biết ông có muốn gặp tôi hay không. Hay là vậy, tôi thông truyền giùm cô một tiếng. Ừ. À, cô chờ tôi một lát. Vô đi. Đại tá đại nhân, không biết ông còn nhớ cô Đỗ Hiểu Đồng hay không? Đỗ Hiểu Đồng chính là con gái của ông Đỗ Đại Thành. Ông Đỗ. Dạ phải, không sai, chính là cổ. Cô Đỗ, ông La đang chờ cô ở bên trong, mời cô vào. Cô Đỗ, cô vào trong được rồi, ông La đang chờ cô. Được, cảm ơn ông. À, không có gì, mời. À. Mời vào. Xin lỗi, tôi nhận lầm người. Cô Đỗ, xin chào. Đã lâu không gặp. Ông là... Cô thấy kỳ lạ, có đúng không? Cũng thì là khó trách. Tôi thú thật với cô, thật ra tôi là người Nhật Bản. Cô Đỗ, mời. Từ nhỏ thì tôi bị phái qua Trung Quốc sống. Trước kia tôi là bạn với bà cô và mấy người bạn, thì tôi đã tự coi mình là người Trung Quốc. Cô Đỗ, mời. Ừ. Tôi cũng như những người Nhật Bản khác, thật ra tôi ẩn náu trong Trung Quốc hoạt động. Bây giờ Trung Quốc đã là địa phương của người Nhật Bản, tôi không cần phải che giấu thân phận thật sự của tôi. Nè, tên tuổi của tôi kêu là Cát Điền, cấp bậc là đại tá. Cô bộ là ông làm cũng rất tốt, thưa ông Cát Điền.
Cũng may là tôi có đám bạn bè Trung Quốc hết sức giúp đỡ. Nhất là cảm ơn ba cô. Trước kia về phương diện làm ăn, ông giúp cho tôi rất nhiều. Tôi vĩnh viễn sẽ không quên. Cô Đỗ, thú thật nha, trước sự qua đời của ông, tôi cũng thật sự rất đau lòng. Xin chấp nhận lòng thành của tôi. Cảm ơn ông. Tôi muốn hỏi ông thêm một câu. Lúc ba của tôi còn sống, có biết ông là người Nhật Bản hay không? Ba cô là một người rất thông minh. Tôi nghĩ có lẽ ông cũng biết. Nhưng mà ông chưa bao giờ khi dễ tôi. Đây cũng là tấm lòng của một người làm đại sự. À, tôi nghe ông Lý, thư ký cá nhân của tôi, nói là cô có mấy người bạn dẫn về đây, có cần tôi giúp không? Họ đều là kẻ vô tội, xin ông hãy hạ lệnh thả họ đi. Tuyệt đối không thành vấn đề. Tôi tin tưởng đây chỉ là hiểu lầm thôi. Không bao lâu họ sẽ được trở về. Đối với sự lỗ mãn của thủ hạ tôi, thành thật xin lỗi cô. Tôi chấp nhận sự xin lỗi của ông. Cô Đỗ, nếu như sau này có cần tôi giúp đỡ thì cứ tới kiếm tôi. Cô vẫn còn xinh đẹp như lúc còn ở Thượng Hải hả? Không thay đổi chút nào. Cảm ơn ông. Hình như cô có gì khó khăn, muốn tôi giúp đỡ, có đúng không? Tôi nghĩ tình ba cô đã từng yêu thương tôi. Bất cứ chuyện gì tôi cũng không chối từ. Chị cả, ông cắt điện. Tôi xin thú thật, tôi với bạn của tôi muốn rời khỏi Hồng Kông này. Ông có thể cho chúng tôi được toại nguyện hay không? Muốn lấy giấy thông hành? Ừ. Một hai tờ không thành vấn đề. Không phải, tôi muốn 5 tờ. 5 tờ. Tôi xin ông hãy giúp đỡ giùm. Cô Đỗ, tôi rất vui lòng giúp cho cô. Nhưng mà 5 tờ giấy thông hành trong khoảnh khắc cũng rất khó khăn. Tôi có ý kiến này. Nếu như bạn cô không cần gấp, nếu trong 1-2 ngày ra đi, thì ngày mai tôi muốn mời cô đi ăn cơm trưa. Và đồng thời tôi sẽ giao giấy thông hành cho cô. Tới chừng đó tôi sẽ trả lại 1 di vật của ba cô cho cô. Di vật của ba tôi? Phải. Là lúc ông còn sống giao cho tôi, tôi muốn tặng lại cho cô. Tôi bảo đảm, khi ăn cơm trưa xong, tôi nhất định đưa cô bình an trở về. Thế nào? Vậy tốt. Sáng ngày mai tôi chờ người của ông tới trước tôi. Cô Đỗ, tôi cảm thấy thật là vinh hạnh. Hiếu Đông, không được. Em không thể đi. Em không thể đi. Thứ nhất em còn đang bệnh, anh không yên tâm cho em đi một mình. Thứ hai em cũng biết đại tá Cát Điền, ông đang nghĩ gì. Ông đâu trả di vật của ba em lại cho em. Đây chỉ là ông diễn cớ thôi. Ông đâu có cần phải làm như vậy. Thế lực của ông to lớn. Em phải nhớ kỹ, ông là người Nhật Bản. Ông đã gạt ba em 10 mấy năm. Anh rất hoài nghi về thân phận của con người này. Cho nên anh cảm thấy em không thể đi được. Em có hiểu hay không? Anh khuyên em, hay là ra lệnh cho em? Hiếu Đồng, Tiểu Duyên cũng vì nghĩ tốt cho cô. Thân Nam, cô cũng nghĩ là tôi không có nên đi. Lệ trưởng, còn ông? Tốt nhất là không thể đi được nhiều. Cảm ơn các người. Tôi biết là các người ai cũng lo cho tôi. Nhưng mà tôi đã có sự quyết định. Nếu mà tôi không đi thì không thể lấy được giấy thông hành. Nhưng mà Lệ Quân cô nói chúng ta có thể vượt biên qua Macau kìa mà. Lỡ như mà không gặp quân đội của Nhật Bản thì sao? Không chừng 6 cái mạng của chúng ta cũng sẽ bị chìm xuống đáy biển. Đây là một cách duy nhất ở trong đường tuyệt lộ để lấy được giấy thông hành. Tại sao chúng ta lại không mạo hiểm? Tùy Duyên, anh không cần phải khuyên em nữa. Các người cũng vì chữa bệnh cho tôi đã bỏ ra rất nhiều. Bây giờ là lúc tôi phải tận sức. Tôi xin bảo đảm với các người, trước 2 giờ tôi sẽ trở về.
Tôi tin vào cái ông Cát Điền, ông nhất định sẽ giữ tín dụng. Cô Đỗ, mời qua bên này. Cảm ơn ông. Ông Cát Điền. Cô Đỗ, hôm nay có thể là đẹp. Cảm ơn ông đã quá khen, nhưng mà hy vọng ông có thể tha lỗi cho tôi. Tôi đang bị bệnh. Bệnh gì? Cô không được khỏe. Có cần tôi kêu bác sĩ giùm cô không? Dạ không cần, tôi mới vừa khỏe lại. Mời. Vậy thiệt đúng lúc. Đồ ăn của hôm nay rất thanh đạm. Tôi biết cô ăn xong muốn gấp gáp trở về nhà ngay. Hay chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Dạ cảm ơn ông. Cô có muốn uống ly rượu đỏ không? Tôi đang còn bệnh, không thích hợp để uống rượu. Được, cô không muốn tôi cũng không muốn. Hôm nay cô cho tôi một hồi tưởng thì là ấm áp. Ông nói câu này là ý gì? Cô bộ cô không nhớ chút nào. Ở Thượng Hải tôi đã được sự tiếp đãi của gia đình cô. Ba của cô tiếp đãi tôi rất là chu đáo. À phải, ông nói là ba của tôi có để lại di vật cho ông, nhờ ông trao lại cho tôi là cái gì? Cô gấp gáp vậy à? Tôi chỉ là cảm thấy hiếu kỳ. Sau khi ăn xong thì tôi đưa giấy thông hành cho cô. Chuyện gì? Cô không muốn ăn à? Xin lỗi, tôi chỉ không muốn thất lễ, nhưng mà tôi thật sự ăn không vô. Không sao. Tôi biết mục đích của cô tới đây không phải là muốn ăn cơm với tôi, có đúng không? Tôi cũng biết cô tới đây không phải là có hứng thú về di vật của ba cô. Tôi nói không sai chứ? Cô Đỗ, hay là tôi kêu cô Hiểu Đồng? Tôi biết mục đích thực sự của cô tới đây chủ yếu là 5 tờ giấy thông hành. Ông Cát Điền, không thành vấn đề. Trên thế gian này mỗi một người sống cũng là vì mục đích của họ, hợp tình hợp lý mà. Người Tây Phương có một câu nói: trên thế gian không có bữa ăn trưa nào là miễn phí. Cô Đỗ, nhìn thấy cô hình như không có được khỏe. Cô có cần nằm xuống nghỉ ngơi một lát không? Dạ không cần. Cảm ơn. Không cần. Vậy cô theo tôi vô phòng sách.
Tôi sẽ lấy giấy thông hành giao cho cô. Ông có thể nào đem ra đây cho tôi hay không? Về phía trước, tôi đi phía sau. Em không sao chứ? Không sao. Mình đứng lại nghỉ ngơi một lát. Thank you.
cô sắp xử được gì nha. Tôi có thể hỏi anh một vấn đề cá nhân không? Đương nhiên được. Tôi không có chuyện gì giống như người ta. Có mọi chuyện gì? Nếu như có một hôm anh không đi đánh giặc nữa, anh làm việc gì? Nhưng mà giả thuyết và thực tế là hai chuyện khác nhau. Nhưng mà anh cũng có mộng tưởng. Trước kia không có, bây giờ đã có rồi. Mộng tưởng của tôi là kết hôn với người tôi yêu, sau đó sống chung với nhau. Tùy duyên. Chuyện gì? Thấy chỗ nào không khỏe? Tất cả đừng sợ, là người của mình. Thì tốt quá. Xe tới rồi, không sao đâu. Tùy duyên. Chuyện này để sao hãy nói. Cô ở lại trong nhà của tôi, tôi sẽ coi cô như là chị ruột của tôi. Tôi nhất định không bỏ mặc cô. Thank you.
Vô đi. Tổng giám đốc kiếm tôi. Bao tổng mời ngồi. Dạ. Ông đã coi xong phần thư kiến nghị của tùy tướng? Đã coi hết rồi. Có ý kiến gì không? Khá lắm. Thật sự rất khá. Thư kiến nghị này, địa vị cổ đông tại Thượng Hải ở Trung Quốc phân tích rất là tường tận. Đã có nghiên cứu rất lớn giữa quan hệ kinh tế tăng trưởng và tiêu thụ vật chất. Hiện giờ đã quyết định cho xe đường rầy về thông hành, thì Thượng Hải, cái thành thị này sẽ gánh vác một vai trò rất quan trọng, trở thành một khu kinh tế mới của Trung Quốc. Phần thư kiến nghị này tôi đã có cơ quà. Dạ. Viết rất là thiên phú, giống như là bài luận văn của tốt nghiệp đại học. Không sai. Cậu còn nhắc đến miếng đất của Liên Thành phải xây lên một khu thương nghiệp có khái niệm hoàn bảo. Tôi cảm thấy điểm này rất là đặc biệt. Ông cho rằng kế hoạch này có thể tiến hành được? Đương nhiên được. Bắt đầu thời đại 90, chính phủ đã có ý định lấy khu vực phố Đông này phát triển thành trung tâm kim dung, tăng tốc phát triển ngành phục vụ hiện đại, cũng là sự yêu cầu của Trung ương đối với Thượng Hải, đồng thời cũng là yêu cầu cấp thiết tăng cường ngành phục vụ toàn quốc của Thượng Hải. Nếu như chúng ta có đủ thời gian theo kịp bước tiến của Trung ương, thì ngành phục vụ Liên Thành của chúng ta nhất định sẽ còn tiến cao lên nữa. Nghe anh nói, anh cũng tán thành ý kiến của cậu ấy. Nói về phương diện thương mại thì phần kiến nghị này rất là hiếm có. Nhưng mà tôi đối với sự hợp tác của cậu ta cũng còn hơi lấn cấn. Là bởi vì có quan hệ với Vô Hà. Ít nhất cho đến giờ tôi cũng còn do dự. Tổng giám đốc, nếu phần thư kiến nghị này lọt vào tay những tập đoàn khác, nhất định sẽ có sự hồi ứng rất tốt. Chừng đó chúng ta đã mất đi một cơ hội tốt. Tôi biết Liên Thành có rất nhiều đối thủ cạnh tranh, nhưng mà phong ba trong mấy chục năm đã dạy cho tôi hiểu được nhường một bước còn hơn vì nhỏ mà thất lớn. Tổng giám đốc, khi nào quyết định xong cho tôi biết. Nếu không còn chuyện gì tôi xin phép ra ngoài trước. Được. Cậu thanh niên này nhìn vào không đơn giản chút nào. Thật là một nhân tài hiếm có. Nhưng mà một lòng một dạ chịu giúp đỡ cho Liên Thành hay sao? Tôi thiệt nhìn không ra. Chào quý khách, đây là sở trinh thám tiền gia Hắc Bỉ Đức. Tôi muốn kiếm ông Hắc Bỉ Đức. Ông có ở đó hay không? Bà nội à, huyết áp và đường truyền máu của nội được bình thường, sức khỏe hồi phục rất nhanh. Tại vì cháu lấy thuốc cho nội uống, kêu nội uống đúng giờ. Đừng có nói là cháu lại nhảy. Ngoài uống thuốc đúng giờ ra, còn phải nhớ 6 chữ này. Đừng cực khổ nghỉ ngơi nhiều. Biết ông bác sĩ. Theo đáng lẽ Vô Hà nó cũng sắp sửa về tới rồi. Cháu không phải tới thăm cụ. Tôi cháu gì? Cháu tới Thượng Hải, ngoài coi bệnh cho nội ra còn có cái gì mà làm. Đừng làm bộ bận nữa. Dạ Kim, anh đã tới. Tôi vừa mới tới kiểm tra sức khỏe cho bà nội. Sức khỏe của nội hồi phục rất nhanh. Có anh ở đây tôi thấy rất yên lòng. Hôm nay trời nóng quá, tôi muốn vô tắm. Bà nội, nội từ từ nói chuyện. Gia Kim, cháu thật có phong độ. Cháu về phương diện tình yêu, cháu thật là có phong độ, cho nên dễ bị người ta quên sự tồn tại của cháu. Đừng có đứng một bên để nhìn nữa. Khiêm nhường quá, có phong độ dễ bị thiệt thòi lắm. Cháu. Ồ, là tại nội nhìn lầm. Cháu không có thích Vô Hà. Thì coi như là nội không có nói. Dạ không phải, cháu thích. Dạ Khiêm, không phải nội chọc cháu
Luôn cả ồn nga trong nhà của bà cũng nhìn thấy lòng cháu. Cháu còn chờ gì nữa? Cho vô Hà biết cảm giác của cháu. Đối với nó, đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Đừng có làm đào binh của tình yêu. Nếu như đã tới thì phải nắm vững cơ hội, có biết chưa? Gia Kim, Kim Anh nãy giờ thì ra anh trốn ở đây. Bác anh bỏ hết công việc ở Vân Nam, tôi cảm thấy thì ngại quá. Chúng ta đã có giao tình bao nhiêu năm, đi cách sao? Mời ngồi. Hồi nãy anh ngồi ở đây suy nghĩ chuyện gì? À không, tôi đang nghĩ là đã lâu không tới Thượng Hải. Đúng, Thượng Hải biên quá rất là lớn. Nè, lần đầu tiên mà chúng ta gặp nhau là chuyện hồi nào? Trước khi tôi đi Âu Châu, lúc đó tôi 15 tuổi. Ờ, phải ha, tôi lớn hơn cô 5 tuổi và đang học trong viện y học. Lúc đó anh còn là sinh viên đại học cù lần. Nội cái bác tôi phải kêu anh là anh hai. Không ngờ chỉ có mấy năm thì anh đã trở thành một vị bác sĩ rất đẹp trai. Đâu có phải, trong tầm mắt của tôi, cô mới là người như tên, người đẹp không có nét xấu. Qua wow, hôm nay là ngày gì mà bác sĩ cố xưa nay thật thà cũng biết định tôi. Không thích tôi nói như vậy à? Không phải, lời nói tốt của ai mà không thích nghe. Nè, cô đừng có hiểu lầm, lời tôi nói là thật lòng. Lời ngon tiếng ngọt con trai Âu Châu tôi nghe chưa có đủ hay sao? Miệng của họ cái gì cũng nói ra được hết. Nhưng mà tôi biết, anh nói thật. Đừng làm đào binh của tình yêu nữa. Nếu như đã tới thì phải nắm vững cơ hội. Vô Hà, không biết tối ngày mai anh có rảnh hay không? Rảnh. Được, chúng ta đi ăn cơm. Tôi còn định hẹn với cô nữa, tôi sợ là... Tôi tình nguyện chứ không phải là bà nội ép. Cô muốn ăn gì? Tôi biết có một quán ăn rất là ngon, anh nhất định sẽ thích. Mình hãy trở vô trọng, ở đây nóng quá. Ông, xin hỏi muốn kiếm ai? Để tôi coi. Dạ. Tặng cho cô sinh nhật vui vẻ. Là cái gì? Cô mở ra coi. Tôi sắp sửa phải vô viện y học để thực tập. Đây là một tin tốt, chắc là bác trai sẽ mừng lắm. Mai này không có thời gian để kiếm cô nữa. Chúng ta mạnh ai sẽ cố gắng. Nếu sau này anh là bác sĩ, anh nhất định phải làm bác sĩ gia đình của tôi, để mà săn sóc cho bà nội. Lời tôi nói ra tôi nhất định giữ lời. Coi như anh đã giữ lời hứa, quyết định như vậy. Thưa ông, ông chọn hoa nào? À, nè cô à, xin hỏi có hoa quýt hay không? Có. À, xin lỗi, bó cuối cùng đã bị cô này mua. Để bán hết, một nhánh không còn. Mới vừa bán hết. À, cô này cũng là khách quen. Để tôi hỏi cổ dùm cho ông, để coi cổ có chịu nhận cho một nhánh hay không. Được, cảm ơn cô. Ừ. Cô à, ông bên kia muốn mua bông quýt. Không biết cô có thể nhận cho một nhánh hay không? Ê, bác sĩ cố, thì ra là anh. Ờ. Anh mua quà tặng cho ai? Ừ, tặng cho vô hả? Không phải là tặng cho cổ. Hờ, tôi nói cho anh biết, vô hả không thích bông quýt nên tặng bông hồng. Tôi mua về nhà chân thôi. Tôi về trước. Đồ khùng khùng.
Ý, anh đã tới. Gia Khiêm. Gia Khiêm, tùy tưởng, hai anh đã có gặp. Xin chào. 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 Đình Đình cũng đã gặp qua. Cô ta là người bạn thân nhất của tôi lúc tôi học ở bên Anh Quốc. Thế nào, đã mua được bông chưa? Hai người... Trưa hôm nay tôi có gặp ảnh ở trong tiệm bán bông. Sao đúng lúc quá? Thì phải. Hai người có biết, lúc mà tôi học trung học, Gia Kim là tutor của tôi. Lần nào làm tới môn toán thì tôi cũng thấy nhức đầu. Nhưng mà Gia Kim thì quái lạ. Cứ mỗi lần anh dạy cho tôi, anh nói suốt cả 2 tiếng đồng hồ mà không thấy mệt. Lúc còn nhỏ đối với vật lý, tôi rất là có hứng thú. Vậy còn cô có hứng thú gì? Chỉ là cái đầm có bông rất là đẹp. Nếu tôi thấy đẹp sẽ mua ngay. Tôi cũng vậy. Tôi rất thích các cô gái đẹp mặc cái đầm bông đẹp. Nè, anh đừng có làm bộ. Thật ra nó ngược lại, Vô Hà cô có thành tích ngày hôm nay phải nên nhớ thầy cô của mình. À, tôi được, cần ly. À, được. Thật ra rượu đỏ uống 1 ngày 1 ly là tốt, uống nhiều sẽ hại sức khỏe. Các người coi bác sĩ cố của mình buồn ghê chưa, coi chừng không có con gái thích anh. Không có ai nói như vậy. Bác sĩ cố của mình là một nhân tài mà. Nói không chừng những người thích ảnh xếp hàng dài thòn đó. Thôi được, họ không uống thì mình uống. Được, mình uống. Ê, cảm ơn Biên Lai. Thôi đi về. Gia Kim, làm ơn đưa Đinh Đinh về nhà của cổ. Tùy tưởng, chúng ta đi. Được, chào. Bye bye. Bye bye. Xin chào. Chào. Bye bye. Thì xin lỗi, tôi đã đi nhanh quá. Không sao. Vui mừng. Có đôi lúc anh hãy đem sự vui mừng của anh tỏ ra. Để gì? Đây là lời nói và trong ngôn có bông quýt. Gì à? Loại bông này có nghĩa như vậy sao? Thì ra anh không biết à. Tôi tưởng anh mua bông quýt là định tặng cho người nào nữa chứ. Đương nhiên là không phải. Tôi định mua bông quýt để tặng cho bệnh nhân mà thôi. Gia Khiêm, anh không ngại tôi kêu anh vậy chứ? Không đâu, cô có thể kêu tôi là bác sĩ cố. Mình kiếm cho nào uống nước đi. Tôi biết có một chỗ rất là tình điệu. Tối nay tôi đã uống quá nhiều. Tửu lượng của anh cạn vậy sao? Để lần sau. Cũng được. Đây là danh thiệp của tôi. Rảnh điện thoại cho tôi. Thật ra Vô Hà cũng rất là tốt. Nhưng mà người cô thích không phải là anh. Tôi xin này vẫn coi cổ là em gái của tôi. Thôi đi, anh muốn kiếm lời giải thích cho mình vì tôi thấy cơ hội của mình không cao. Đừng nói bậy. Thật ra tối nay thái độ của Vô Hà, anh cũng biết người cổ thích là thị tưởng. Cổ thích loài đàn ông mà người ta không thể nhìn thấu được. Anh đối với cổ mà nói, anh quá thật thà. Vô Hà là bạn thân của tôi và của cô. Đừng có thảo luận vấn đề này nữa, có được hay không? Nè, nè, chúng ta chia tay chỗ này. Anh đã hứa với Vô Hà đưa tôi về nhà. Thật ra Thượng Hải trị an rất là tốt. Không sao đâu, bye bye. Nè, con đường này đâu có phải là con đường về nhà. Phải, tôi muốn đưa cô tới một nơi rất đặc biệt. Nếu tôi không phát hiện thì anh không định nói với tôi. Tôi định giữ một không khí quyền bí. Anh đừng có làm bộ nữa. Anh muốn đi đâu? Một lát nữa cô sẽ biết. Nếu anh không chịu nói, tôi sẽ không đi. Không lẽ là cô không có can đảm chấp nhận sự kiên kiến này hay sao? Được, cho anh 10 phút. 5 phút là được.
Chỗ mà chúng ta tới là bên kia. Nếu mà con không muốn đi, con có thể đi về. Được, quyết định vậy.